Hello. Hello. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu các loài vi sinh vật. Cụ thể ngày hôm nay chúng ta sẽ đi quan sát loài nấm mốc. Hiện tại thì miền Bắc đang trong cái thời tiết rất là ẩm ướt do mưa phùn. Thì đây cũng là thời tiết thuận lợi để chúng ta quan sát loài nấm. Nào, hãy cùng tôi đi tìm hiểu loài nấm xem có gì thú vị nhé. Mốc là một loại nấm mọc dưới dạng sợi nhỏ đa bào, được gọi là sợi nấm. Nấm sinh trưởng trong thời tiết ẩm ướt trên các loại thực vật hư hỏng. Có rất nhiều loại mốc như mốc xanh, mốc đỏ, mốc đen, mốc nâu, mốc trắng, vân vân. Để quan sát được kỹ hơn về mốc, thì tôi cũng tranh thủ thời tiết tốt để tạo cho mình một mẫu mốc. Như các bạn có thể thấy thì trên tay tôi đang là một mẫu mốc. Và cái mẫu mốc này đã được tôi tạo ra từ bánh mì ẩm. Tôi sẽ đi lấy các cái mẫu mốc và tôi rũ cho nó rụng các cái bào tử hạt xuống đây và tưới nước ẩm để 7 ngày và tôi đã có thành quả như thế này. Thì hôm nay chúng ta sẽ quan sát cái mẫu mốc này bằng kính hiển vi. Và bây giờ tôi sẽ đặt mẫu mốc của chúng ta lên kính và bắt đầu soi. Các bạn nhớ quan sát nhé. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu quan sát. Thì có vẻ như là cái mẫu của chúng ta hơi tối vì đây là cái mẫu bánh mì. Chúng rất là dày và tôi cũng chưa nghĩ ra cách nào để tạo tiêu bản với cái mẫu bánh mì như thế này. Chính vì thế nó rất là tối. Tôi sẽ quyết định là chiếu thêm một ít đèn led từ điện thoại của tôi để cho chúng ta có thể quan sát được rõ hơn. Wow, đây cũng là lần đầu tiên tôi được quan sát trực tiếp một cái mẫu mốc ở cự ly gần như thế này. Thì như các bạn đang quan sát thì có vẻ như mẫu mốc của chúng ta là mẫu mốc trắng, đó là loại màu trắng. Chúng mọc chen chúc sát nhau thành từng bó. Nhìn chúng như thế này thì làm tôi liên tưởng tới những cái sợi bông mà chúng ta hay băng bó vết thương ấy, chứ không phải là bông hoa. Ở phía dưới thì các bạn có thấy những cái vệt màu xám kia không? Thì những cái vùng tối màu đó chính là những cái phần của bánh mì đã bị biến chất và đổi sang màu xám đen. Thì nếu mà các bạn ăn phải chúng thì nguy cơ ngộ độc sẽ rất là cao. Và khi ăn thì chúng ta phải chú ý quan sát hơn để loại bỏ những cái mốc. Và tôi sẽ tiếp tục di chuyển để quan sát các vùng xung quanh xem sao, xem có điều gì đặc biệt ở đây không. Chúng ta đang quan sát ở chế độ nhân 64 lần. Thì sau một hồi quan sát thì tôi thấy các vùng cũng tương đối là giống nhau. Tôi đã quyết định chuyển sang ống kính nhân 160 lần để chúng ta quan sát được rõ hơn, xem có điều gì đặc biệt hơn không. Có vẻ hơi nhòe nên tôi sẽ chỉnh lại cho nó nét hơn. Sau một hồi quan sát thì tôi để ý thấy là mặc dù chúng ta đang phóng đại ở chế độ nhìn rõ hơn nhưng mà vẫn chưa có điều gì đặc biệt ở đây cả. Tôi quyết định đổi ống kính về 64 lần như ban đầu.
Ở clip này thì chúng ta đang quan sát các cái mẫu nấm từ trên xuống. Thì ở các ở video sau thì tôi sẽ thực hiện một clip về quan sát các tế bào mốc theo cái chiều ngang, và đồng thời sẽ soi thử cho các bạn xem về các cái hạt giống của cây mốc này, và nó được nằm ở đâu trên cây mốc và hình dạng của chúng ra sao. Và mình cũng xin được kết thúc video quan sát các tế bào nấm mốc tại đây, và hẹn gặp lại trong các clip sau. Xin chào các bạn.